Xin chào tất cả các bạn, trở lại video của mình ngày hôm nay nha. Hôm nay mình vừa đặt được hai pin xe đạp điện cũ về để chế cái, thay cho cái bình xe máy này. Cái bình xe máy mình vừa hỏng đây, còn rất mới nha, sử dụng được có mới được hơn năm, tính ra bây giờ được hơn năm nó hỏng nên mình vừa mới đặt cái pin xe đạp điện cũ này về thử chế thành cái pin 3S để lắp vào xe máy như nào nhé. Nhưng mà các bạn phải có bộ mạch sạc cho nó nhé, sạc cho cái bộ này. Mình vừa lấy về, mình lấy bộ này ở trên Shopee nhá. Đây, có pin xe đạp điện cũ, hầu như là cái này nó chỉ hỏng mạch thôi nhá. Hai cái của mình đây lấy về là một cái hỏng mạch này. Đo hai cực ra này vẫn đủ 29V nhá. Con này có đây, có 14 viên pin 18650 á. Mình cắt ra làm vừa cái bình này xem, xong là chạy cho xe máy xem như thế nào nhá. Mình test cái viên pin này cho xe máy xem có để như thế nào với lại đi như thế nào thôi. Và mình có để dùng luôn, nếu mà được mình để dùng luôn thay cái bình này luôn á. Nhiều viên này tí mình phải cắt ra. Để cắt lấy cái kém này, mình để lại cái kém này, mình cắt một nửa cái kém này ra, mình đỡ phải hàn nhiều. Hàn nối lại thôi. Tháo hết ra mà hàn nối lại, bỏ mạch đi, lắp mạch khác vào. Như ở đây thì có 14 viên. Đây, mình để lại, mình làm một cái này, một cái này để dùng việc khác. Cái này là không lên đèn, không lên nữa. Đèn không lên nổi nữa. Trong này có dòng pin này là pin của Sanyo này, thì của Nhật này, thì dòng xả rất cao nha các bạn nha. Dòng xả của pin này rất cao luôn đấy. Rồi, mời các bạn đón xem nha. Mình thiết kế như thế nào nha. Thank you.
xong rồi, lấy hoa chán đấy mới ra được các bạn ạ. Cái này mình lần đầu mới tháo ra nhưng mà không biết tháo. Đây họ nhà sản xuất họ hàn rất kỹ luôn. Mình để lại cái kém hàn của nhà sản xuất nhưng mà không được. Nên mình phải cắt đi làm lại. Bây giờ mình cạo cái chân này đi để hàn lại hết. Các bạn không có máy hàn có pin thì các bạn mài cái đầu này đi rồi các bạn hàn lại nha. Này pin này còn rất tốt luôn ấy. Mình đo các quả này đều bằng nhau hết, dòng xả như nhau. Mình xào bằng đèn đèn thôi. Đây pin Sanyo. Toàn pin Sanyo nha. Pin Nhật nữa. Còn rất tốt luôn ạ. Rồi, mình cạo mình hàn nha, đấu pin lại với nhau. Mình lấy ba pin này đấu với nhau nha, ba pin này. Đây có 12 quả, mình bỏ ra hai quả là việc khác. Đấu mỗi con pin lên 4 quả. 4 quả này. Rồi lấy băng keo quấn vào. Mình hàn cho bạn xem nha. Rồi mình mài đã. Mình đã lấy băng keo quấn lại nha. 3 4 viên pin này. Thành một pin. Đây cả đây. Đây 1S này, 2S, 3S nha. Bây giờ mình lót cái pin này lại. Xong mình quấn băng keo lại mình hàn nha. Đây mình đã quấn lại nha, băng keo quấn lại nha. Rồi mình hàn qua trên này nha. Đây, ẩm này, dương, ẩm. Hàn này nối sang cái này. Này ra sang này nha. Ok, hàn ạ. Thank you.
xong nha. Đây nha các bạn nha. Thấy pin 3S rồi đó. Đây pin xe máy đây, còn nhỏ hơn cả pin xe máy luôn. Để sạc cái cục này được, cái cục này các bạn lại cho sạc dự phòng đi nhá. Và dòng xả luôn cái mạch sạc đấy nhá. Mình đang đặt chưa có. Nếu nào có mình hàn tiếp cho các bạn xem nha. Rất nhỏ luôn. Cái này mình nghĩ cái này tầm 5A, 5 đến 6 ampere hoặc hơn nữa. Đo cho bạn xem nha. Đây là 12,2V nữa. 12,2V nhá. Ok, rất tốt. Rồi, lắp thêm cái mạch sạc cân bằng nó vào đây. Mạch sạc và xạ đó. Lắp mình xong, xong rồi mình lắp vào xe máy xem sao nhá. Rồi, mình vừa mới lấy được cái mạch sạc về đây, mạch sạc cân bằng về. Mạch này nó có một chân sạc vào đây nên mình không lắp được vào cái bộ này. Cho nên mình lấy cái bộ khác lắp vào đây. Bộ này mình bé hơn nhé. Bộ này 100A. Bộ này bé hơn, không biết là có tải nổi với xe hay không. Ở đây là có hai chân ra đây. Vừa sạc vừa xả là ở hai chân này hết. Còn cái này là không có thế. Cái này là có chân ra với lại chân sạc riêng nên là không lắp được vào cái bộ bình này, bộ pin ắc quy này, nên là mình phải lắp bộ khác vào. Rồi. Bây giờ mình test với cái cá xem sao nhá. Xong rồi mình đem đi lắp cho xe để cho xe máy xem để như nào nhá. Ở đây mình test với cái kích cá TG500 này. Với cái bóng 200W kia nha, xem có tải như nào nha, với cái mạch sạc bé tẹo này, sạc và xả xem như nào nha. Mình nối vào nha. Rồi, mình đã đấu xong rồi nha. Đây, kích cá nhỏ gọn, có đầy đủ chức năng chống chập vượt các thứ nha. Giờ mình test với cái này nha. Đó, sáng trắng luôn, chạy với cái cá nhỏ nhỏ, cái mạch bé bé nha, chạy khá ok. Không biết là có vào xe máy có chạy được không. Bật xung lên nha. Ok. Giờ mình đang lắp vào xe máy làm sao nhá. Mình vừa mới lắp pin vào trong xe này nha các bạn nhá. Đấy nhá. Mình lắp vào cái xe này để thử và cũng thay luôn cho cái bình kia luôn đấy. Để xem nó hoạt động như nào nhá. Đây nha các bạn nhá. Đây, thay vào đây luôn. Cái đầu này mình bọc vậy. Rồi, mình để thử làm sao nhá. Chạy được rồi các bạn ơi. Để rất tốt luôn các bạn. Bây giờ mình bọc chỗ này lại, nâng cao lên và phất chỗ này tí càng vào, đệm này vào lên nhé, chống nước ở chỗ này. Cái này mình dùng một thời gian xem như nào đó nhé. Dùng một thời gian xem như nào đó. Rồi mình sẽ comment bên dưới cho các bạn nhé.
xem nó có tốt hơn cái bình kia không nhé, bình kia nhé. Video đến đây là kết thúc nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn có gì hãy comment bên dưới và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ok.